Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thi Trung chuông vàng tìm hiểu về ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và hội thi tiếng hát người làm báo tỉnh lần thứ 6 năm 2023. Đây là sân chơi vui tươi bổ ích dành cho những người làm báo đến từ các chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh và các cộng tác viên báo đài trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Trong hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức đưa ra, xoay quanh chủ đề quá trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam và báo chí tỉnh nhà trong những năm qua. Trải qua loại 30 câu hỏi ở vòng loại, ban tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh vào vòng chung kết để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất. Còn tại hội thi tiếng hát người làm báo lần thứ 6, tham gia có 17 thí sinh đã đem đến cho hội thi 17 tiết mục đơn ca với chủ đề ca ngợi đảng, bác hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi nghề báo, hết sức vui tươi, sôi nổi và rất chuyên nghiệp. Thể hiện các thí sinh không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có nhiều năng khiếu về ca hát. Qua một buổi thi sôi nổi, ban tổ chức cũng đã lựa chọn được các thí sinh đạt giải tại hội thi. Lễ công bố và trao giải cho các thí sinh đạt giải sẽ diễn ra tại buổi họp mặt kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2023.